là Minh An từ Children Discovery Museum. Rất vui được gặp lại mọi người. Mọi người có thấy hôm nay An đang ở ngoài vườn không? Mùa hè đã đến rồi, khí hậu đã ấm áp hơn, cho nên hôm nay chúng ta sẽ có một cái sinh hoạt ở ngoài trời. Mọi người đã có bao giờ làm cái bọt xà phòng chưa? Nó rất là dễ làm và khi chơi thì nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và rất là thoải mái. Chắc chắn rằng các em sẽ rất thích. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để làm bọt xà phòng trước đã nha. Vật liệu chúng ta cần hôm nay gồm có nước và xà bông. Xà bông thì quý vị có thể dùng xà bông rửa chén dạng lỏng, hay là mình cũng có thể dùng xà bông để tắm cho các em, cái loại mà không có làm cay mắt các em. Để cho bọt xà bông mình có nhiều màu sắc thì mình có thể dùng màu thực phẩm dạng gel hoặc là dạng nước cũng được. Quý vị cũng có thể dùng màu để tô loại nước gọi là liquid watercolor để mà pha màu cũng được. Loại này thì nó rửa được và nó không bị dính vào trong da các em. Muỗng để mà cân đo đong đếm. Và một ít bột, bột gì cũng được. Cái bột này nó có tác dụng là làm cho cái bọt xà bồng của mình nó sẽ đứng lâu hơn, lâu tan hơn. Một cái thùng bằng nhựa lớn. Để mà quý vị có thể đựng bọt xà phòng vào trong này và đem ra ngoài cho các em chơi. Quý vị có thể thấy cái loại lớn gấp đôi hoặc gấp ba cái thùng này, để mà các em sẽ nhảy vô đó, ngồi trong đó chơi với cái bọt xà phòng này cũng rất là thú vị. Dụng cụ làm bánh, để mà các em giả bộ chơi. Quý vị có thể dùng cái đánh trứng này để đánh bọt xà bồng lên, nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn một chút. An sẽ xài cái máy đánh trứng này cho nó lẹ vì sẽ làm nhiều màu khác nhau. Quý vị cũng có thể dùng cái loại mà gọi là hand mixer hoặc là máy đánh trứng bằng tay, thì khi đó quý vị cần một cái bô cũng hơi, một cái tô hơi lớn để mà đựng bọt xà bồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bọt xà bông trước nha. Đầu tiên hết, chúng ta sẽ bỏ vào đây 2 muỗng canh xà bông. Không cần chính xác lắm nhưng mà đại khái là 2 muỗng canh xà bông. 1/4 cốc nước là 1/4 chén nước. Một muỗng bột, quý vị có thể không bỏ bột cũng được. Cái bột này chỉ làm cho xà bồng nó cái bọt nó lâu hơn và nó đứng hơn thôi, không cần thiết. An sẽ dùng màu thực phẩm. Cái lượng màu thực phẩm thì quý vị bỏ theo cái lượng mà quý vị thích, cái độ đậm mà quý vị thích. Sau đó chúng ta sẽ cho máy chạy. Mình chọn cái số cao nhất, tốc độ nhanh nhất. Với máy này thì nó chạy khoảng chừng 2 phút. Đây, quý vị thấy không? Cái bong bóng của mình, cái bọt xà bông của mình, nó giống như là kem vậy đó. Màu sắc cũng rất đẹp. Bây giờ mình sẽ múc cái này ra vào trong cái thau nhựa, rồi mình sẽ đem ra ngoài để cùng chơi với các em. An sẽ làm thêm một vài màu khác nữa, rồi sẽ gặp quý vị ở ngoài sân nha. Wow, các con nhìn xem, cô có cái gì đây? Đây là những cái bọt xà phòng mà cô vừa mới làm.
các con coi thử chúng ta có màu gì nha. Màu tím, màu vàng, màu xanh lá cây và màu hồng. Bây giờ để cô múc nó lên, con coi thử nó giống cái gì nha. Đây, cô múc thử nè. Đây, nó giống như bánh kem đúng không? Cái kem làm bánh đúng không? Nhưng mà không ăn được nha, cái này là xà phòng nha. Bây giờ mình thử bỏ một ít bột vô trong này, coi thử nó ra cái gì. Cô bỏ màu tím này nha. Cô bỏ màu tím vô. Vô đấy. Cô cho một chút màu hồng. Cô cho một chút màu xanh. Bây giờ mình thử lấy cái này, mình quậy thử nó ra màu gì ha. Mình giả bộ mình chơi làm bánh nè. Đó, nó ra màu gì đây? Đẹp không? Bây giờ mình thử nha. Cô giả bộ cái này là cái khuôn làm cupcake đúng không? Bây giờ mình giả bộ mình trang hoàng cupcake nha. Mình làm cupcake. Cô muốn cho màu vàng vô đây. Đây, đây là cái cupcake của cô. Màu vàng. Đẹp không? Màu vàng. Bây giờ cô thử, bây giờ mình thử làm. Đây là cái ly làm ice cream. Cà rem. Bây giờ mình thử bỏ vô, mình làm cà rem thử nha. Đẩy một chút màu ice cream màu vàng. Cái này ice cream mango. Cái này là gì? Mint ha, hay bạc hà. Còn cái này là strawberry. Yeah, mình sẽ thấy nó giống như là cái ly ice cream. Yummy, yummy. Quý vị ơi, có rất nhiều cách để chơi với cái xà phòng này. Thí dụ như là đơn giản là các em chỉ có thể chỉ là bỏ tay vào xà phòng. Bỏ tay vào xà phòng rồi quậy. Cái cảm giác mà coi như là để cho xà phòng đi ngang qua mấy ngón tay sẽ làm các em cảm thấy rất là thích thú. Hoặc là quý vị cũng có thể bỏ một cái vài đồ chơi như là trong thùng. Bỏ một vài đồ chơi trong thùng này. Xong rồi để các em đi tìm, giống như đi tìm bảo vật. Các trò chơi về giác quan rất là quan trọng đối với các em nhỏ, giúp cho các em phát triển về năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Coi như là các em có thể sờ, ngửi. Nếu mà quý vị bỏ một chút hương vô thì các em sẽ nghe mùi như là mùi dầu là bưởi hay là mùi dầu chuối. Còn đồng thời là cái nó cũng giúp cả em nó làm cho cả em khi mà chơi với những cái pot xà phòng như vậy á, thì là các em nó cảm thấy bình an hơn, bình tĩnh hơn, nó calm down xuống hơn. Và cũng như là phát triển cái tí tưởng tượng. Thí dụ như là các em có thể tự này làm những cái như là cái núi, xây cái núi. Hôm nay các con có vui không? Cô đừng quên là mình phải rửa tay thật kỹ khi mà sau khi chơi trò chơi này nha. Nếu quý vị dùng xà phòng cho con nít để tắm á, với lại dùng cái màu nước á, để tô màu á, thì là quý vị có thể đem những cái xà phòng này bỏ vào trong buồng tắm rồi cho các em chơi trước khi mà các em đi tắm. Đây là một cái cách mà quý vị có thể trong khi tắm thì các em có thể học hỏi về màu sắc, làm cho nó thích thú hơn. Chúc quý vị và các em có một mùa hè thật là vui tươi. Hẹn gặp lại quý vị và các em vào tuần sau, cũng vào giờ này. Xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi phát sóng vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.